Cách làm như thế nào? Bạn xem vua Tuấn thời xưa chính là tấm gương tốt nhất. Hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, xả mình vì người, được mọi người trong xã hội tán thán. Như vậy tự nhiên sẽ cảm hóa được một phương. Đây là phương pháp giải quyết vấn đề. Sau cùng họ lại hỏi, ra khỏi cửa thường gặp người ăn xin, không dễ phân biệt rõ những người này là thực sự cần hay là lấy việc này làm thủ đoạn kiếm tiền. Gặp phải tình huống này thì bố thí tốt hơn hay là không bố thí tốt hơn? Thỉnh thoảng tùy ý bố thí một chút, thỉnh thoảng lại không bố thí. Bố thí rồi lại cảm thấy chính mình bố thí quá ít, không bố thí thì lương tâm lại cảm thấy bất an. Gặp phải tình huống như vậy phải nên làm thế nào mới như pháp? Đây đều là do tâm của chính mình không thanh tịnh, tâm không chân thành. Nếu là tâm chân thành thanh tịnh thì bạn sẽ không cần suy nghĩ xem họ là thật hay giả, thì tâm của bạn đã an rồi. Nếu không thì bất an là gì? Là do nghi ngờ của bạn khiến tâm bạn bất an. Nghi ngờ của bạn là phiền não tâm sở, không phải là chân tâm. Trong chân tâm không có nghi ngờ, cho dù sử dụng thủ đoạn này để kiếm tiền thì có nên cho họ không? Cũng nên cho họ. Bạn phải để cho họ dần dần thức tỉnh lương tâm và quay đầu. Trước đây khi tôi giảng kinh đã từng giảng qua mấy lần, vì có chuyện của Pháp Sư Đạo An, tôi học được ở ngài một hạnh rất cừ khôn, tín đồ lừa ngài. Ngài làm thế nào? Ngài cứ cho, mỗi lần đến lừa đều cho. Người lừa đảo ngài không biết, cho rằng lão hòa thượng không biết gì, mỗi lần đều bị lừa. Họ tự cho mình thông minh, họ là đệ tử của y của lão hòa thượng. Buổi sáng nọ tôi đi thăm Pháp Sư Đạo An, gặp lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi tôi, ngài hỏi có một người nào đó vừa mới đến lừa ta, đi rồi, ông có nhìn thấy họ không? Tôi nói nhìn thấy, gặp họ ở cổng chính. Khi tôi bước vào thì họ đi ra. Ngài nói hôm nay lại đến lừa ta nữa, ngài có đưa cho họ không? Cho họ rồi. Lão hòa thượng thấy, đến khi nào họ biết? Mỗi lần lừa lão hòa thượng, lão hòa thượng đều biết, người ta sẽ thức tỉnh lương tâm, sẽ quay đầu là bờ. Lão hòa thượng không vạch trần họ. Đây là độ chúng sinh, lợi ích chúng sinh, để cho lương tâm của chính họ thức tỉnh, tự mình quay đầu. Đây gọi là phương tiện khéo léo. Cho nên đừng hoài nghi người ăn xin trên thế gian này. Bạn hoài nghi họ làm gì? Hoài nghi thì dứt khoát không cho, đã cho rồi thì không hoài nghi. Ngoài ra còn có một thí dụ. Pháp Sư Đàm Thiện ở Singapore giảng sanh rồi. Pháp Sư này chân thật là lấy khổ làm thầy. Thầy này ở một tinh xá nhỏ, tôi chưa qua. Tôi từng gặp thầy mấy lần, đều ở miếu Thành Hoàng. Thầy ở miếu Thành Hoàng mở một sạp hàng nhỏ, bán tiền vàng, bán nhang đèn. Những thứ đó giá chỉ một đồng hoặc mấy hào. Thầy cứ vậy mà gom góp, đời sống của chính mình ăn uống vô cùng đơn giản, chỉ một món. Thật sự là lấy khổ làm thầy. Thầy uống nước thì dùng cốc giấy, lấy nước máy uống. Singapore bốn mùa đều là mùa hè, quần áo đều vô cùng đơn giản. Chúng tôi đều là khách quý, vì là khách quý nên thầy mới tiêu một hai đồng để mua một chai nước suối. Đây là thầy chiêu đãi khách quý.
Thế nhưng thầy thật sự có tiền, thầy giữ không ít tiền. Còn những ngôi chùa đạo tràng đến thỉnh thầy đi giúp, thầy vô cùng hào phóng, rộng lượng. Tôi nghe nói một người, tôi vẫn chưa gặp mặt họ, là ở San Francisco, lại giác liên xã ở San Francisco. Lúc đó có cơ hội mua một nơi để làm một đạo tràng vĩnh cửu. Pháp sư Đàm Thiện là người Phúc Châu, nhóm kia cũng là đồng hương, đã bàn với thầy về việc này. Mua một căn nhà gần 700.000 đô la Mỹ, bản thân họ chỉ quyên góp được 300.000. Lão hòa thượng rất hoan hỷ, lập tức lấy ra 400.000. Cả đời chính là vô cùng hào phóng giúp người như vậy. Từ trước tới nay chưa từng keo kiệt. Sau khi đưa tiền rồi thì thầy chỉ nói một câu: nhân quả của ai người đó tự chịu. Từ đó vì sao không hề hỏi qua. Cho nên tâm địa của thầy thanh tịnh, thầy không có phiền não. Các vị làm như thế nào là nhân quả của các vị. Tâm của tôi phát ra là thiện tâm, không liên quan đến tôi. Vậy thì chính xác, vĩnh viễn giữ gìn tâm chân thành thanh tịnh từ bi của chính mình. Bạn có những nghi ngờ này là tâm chân thành của bạn không còn nữa, tâm từ bi của bạn cũng không còn. Cho nên những gì bạn làm đều không dư pháp. Cho thì không dư pháp, không cho thì cũng không dư pháp. Điều sau cùng, nguồn gốc của thần thông là gì? Vì sao không có cách gì phân biệt thần thông của Phật và ma? Thần thông là năng lực. Từ trên thần thông mà nói, không có cách gì phân biệt được Phật và ma. Thần thông là bản năng của tự tánh. Chúng ta mê mất tự tánh. Khôi phục lại một chút năng lực, có ba loại lớn. Một loại là báo đắc. Bạn nói xem, người chết rồi, người chết rồi đến cõi quỷ. Cõi quỷ là thần thông báo đắc, cõi trời là thần thông báo đắc. Bạn vừa sanh lên trời, vừa biến thành ngạ quỷ, thì lập tức đầy đủ năm loại thần thông. Đây gọi là báo đắc. Một loại khác là tu đắc, đều là tu thiền định, tu tâm thanh tịnh, có thể khôi phục thần thông. Sự khôi phục đó, lớn hay nhỏ, là do định công của bạn sâu hay cạn. Chúng tôi từng nói rất nhiều lần, bạn chứng quả tu đà hòa thì khôi phục được hai loại, thiên nhãn và thiên nhĩ. Bạn chứng được quả gì thứ hai là tư đà hàm, thì lại có hai loại là túc mệnh và tha tâm. Bạn chứng đến quả vị thứ ba, lại khôi phục một loại là thần túc, thần thông biến hóa. Chứng đến quả vị A-la-hán thì lậu tận thông xuất hiện. Lậu tận thông là gì? Chính là chấp trước đoạn sạch sẽ, không còn kiến tư phiền não, không còn lục đạo luân hồi. Bạn thoát khỏi tam giới, bạn đến tứ thánh Phật giới, thanh văn duyên giác. Phương pháp đắc thần thông thứ ba là dùng thuốc thang. Điều này gần như là gì? Tiên đạo, ma đạo có dùng phương pháp thuốc thang giúp bạn khôi phục năng lực này đều không lớn lắm. Biết tương lai đại khái sự việc trong vòng 3 tháng sẽ rất chính xác. Nói ngoài 3 năm trở lên thì không đáng tin. Ngoài ra chính là có linh quỷ gia trì cho bạn. Loại thần thông này không phải là của bạn, là linh quỷ dựa vào thân bạn. Họ rời khỏi thì không còn nữa.
giống như ông Kasi ở nước Mỹ, đó là linh quỷ dựa thân. Việc này rất là phổ biến, chúng tôi gặp được rất nhiều. Linh quỷ dựa thân, linh quỷ rất tốt, linh quỷ rất thiện, thì họ đến truyền các tin tức cho bạn, đặc biệt là tin tức về tai nạn, tin tức về bệnh tật, để bạn biết mà đề phòng. Linh quỷ ác thì họ sẽ trêu chọc bạn, họ sẽ khiến bạn chịu khổ, chịu nạn. Việc này cũng rất khó nói, cho nên riêng từ trên thần thông mà nói thì ma và Phật không thể phân biệt. Cho nên Phật không dùng thần thông để làm Phật sự. Nếu dùng thần thông để làm Phật sự thì ma cũng có thể giả làm Phật. Vậy thì bạn không có cách gì phân biệt. Mà dương lớn thì thần thông quảng đại, bạn xem Kinh Lăng Nghiêm thì sẽ thấy. Cho nên Phật dùng dạy học, ma không thể dạy học. Ma không hiểu những đạo lý này, họ có phép thuật. Cho nên Phật tuyệt đối không dùng thần thông để làm Phật sự. Nhất định phải biết điều này. Phật Bồ Tát thể hiện thần thông, nếu bị lộ thân phận thì các ngài lập tức đi ngay, nhất định không ở lại thế gian. Thân phận bị bại lộ rồi mà còn ở thế gian này thì chắc chắn là giả, không phải là thật.